Đại đức tuệ nhận vào đạo tràng sớm, sư có thời gian không bạch sư? Nếu sư có thời gian, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư tiên phong ôn bài pháp quốc kinh số 372 ạ. Nam mô bích hai giá. Và một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh đại đức tuệ nhẫn ạ. Dạ con kính tri ân sư, dạ con kính nhân mới đến sư. Dạ nam mô Bích Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Kha Giá. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật, con cung kính đảnh lễ giáo pháp, con cung kính đảnh lễ chư tăng, con cung kính đảnh lễ ngài thượng tọa Minh Hạnh. Sư thân chào tất cả quý cô tu nữ, thân chào tất cả quý Phật tử. Con xin được phép ngâm câu kệ số 372. Nati chanang apanyasa apanyanati achayato yam hi chanang chapanyacha savenibana santike Nati chanang apanyasa apanyanati achayato yam hi chanang chapanyacha venibana na santi ke nathi chanang apanyasa apanyanathi acayato yami chanang chapanyacha savenipana santi ke. Không trí tuệ không thiền, không thiền không trí tuệ, người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn. Bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu ạ. Không trí tuệ không thiền, không trí tuệ không thiền, không định thiền, không định thiền biết tuệ duyên chỗ nào, niết bàn giải thoát tối cao đủ đầy định tuệ bước vào như không. Bản dịch bản phổ thơ của ngài thượng tọa Giới Đức. Một lần nữa con cung kính đảnh lễ chư đại đức tăng và sư sinh nhường bích cho rung. Sa thú, con thành kính tri ân đại đức tuệ nhẫn. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh đại đức tuệ nhẫn, cô tu nữ Tham Ma Cha Rí, con kính chào đạo tràng, kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 372. Nát thi cha năng a ban nhát xá ban nhà nát thi a cha giá tù dầm hí cha năng chá bàn nhà chá xá quê miết bà lá sằng tí kỳ nát thi cha năng á bàn nhá xá bàn nhà nát thi á cha giá tô dầm hí cha năng chá bàn nhà chá xá quê miết bà lá sằng tí kỳ nát thi cha năng á bàn nhá xá bằng nhà lá thí á cha giá tù dầm hí cha năng cha bằng nhà chá sa quê niết bà ná sằng tí kỳ không trí tuệ không thiền, không thiền không trí tuệ, người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn. Bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Ná thí cha năng á bằng nhá xá bằng nhà đá thí á cha giá tù dầm hí cha năng chá bằng nhà chá xá quê ní bà ná sằng tí kê ná thí cha năng á bằng nhá xá bằng nhà đá thí á cha giá tù dầm hí cha năng chá bằng nhà chá
xá quê niết bà ná sằng tí kê. Không trí tuệ, không định thiền, không định thiền, biết tuệ duyên chỗ nào, niết bàn giải thoát tối cao, đủ đầy định tuệ bước về không. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính chào cô Cẩm Vân vừa mới vào đạo tràng. Kính mời quý vị giơ tay. Trạng Đông xin xuống mic ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha, dạ Nam Mô Tham Mà, dạ Nam Mô Sông Ca, dạ con kính lĩnh lễ Đức Phật, con kính lĩnh lễ giáo pháp, con kính lĩnh lễ Đức Tăng, con kính lĩnh lễ Thường Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 372. Nát thí cha năng áp banh nhát xá banh nhà nát thí a cha giá tô dâm hí cha năng chá banh nhà chá xá quê nít bà ná san tí kê. Nát thí cha năng á banh nhát xá banh nhà nát thí á cha giá tô dâm hí cha năng chá banh nhà chá xá quê nít bà ná san tí kê. Nát thí cha năng á banh nhát xá banh nhà nát thí á cha giá tô dâm hí cha năng chá banh nhà chá xá quê nít bà ná san tí kê. Không trí tuệ không thiền, không thiền không trí tuệ. Người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn. Bản dịch Hòa Thượng Minh Châu. Không trí tuệ không định thiền, không định thiền biết tuệ duyên chỗ nào, niết bàn giải thoát tối cao, đủ đầy định tuệ bước vào hư không. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của huynh Quách Thanh Á. Sa thu sa thu, lành thay, cảm ơn Sita. Cẩm Vân Nam Mô Phật Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sáng Ca Giá, kính đại lễ ba ngôi Tam Bảo Đức Phật Lão Pháp và Chư Tăng, kính đại lễ Đại Đức Minh Hạnh, kính đại lễ Đại Đức Pháp Tuệ Nhẫn. Kính chào cô tu nữ Thammachari cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ con xin được kể kinh pháp cú số 372. Cảm ơn xin tăng biết nghe rõ nhé. Nạt thi cha năng a pan nhát xa pan nhà nạt thi a cha ya to yam hi cha năng cha pan nhát xa sa ve ni ba na sang ti ke. Nạp thi cha năng a pan nhát xa pan nhà thi a cha ya to yam hi cha năng cha pan nhát xa sa ve ni ba na san ti ke. Nạp thi cha năng a pan nhát xa pan nhà nạp thi a cha ya to yam hi cha năng cha pan nhà cha sa ve ni ba na sang ti ke. Na thi cha năng a pan nhà sa pan nhà na thi a cha ya to yam hi cha năng cha pan nhà sa cha sa ve ni ba na sang ti ke. Không trí tuệ không thiền, không thiền không trí tuệ, người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn. Bản dịch của ngài Minh Châu. Không trí tuệ không định thiền, không định thiền biết tuệ duyên chỗ nào, niết bàn giải thoát tối cao, đủ đầy định tuệ bước vào như không. Bản phổ thơ của ngài Giới Đức. Chà Nam Mô Bụt Tha Giá. Con xin mời Sĩ Đại Ái Minh nha. Cô Tư Na Thật Thầm Ma Chà Rì Già. Mời Sĩ Đại Minh.
Dạ. Nam mô Bức Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn, cô tu nữ Thay Mé Dây. Dạ, ai mình kính chào quý anh chị, cảm ơn chị Đặng Đông mới đi nhuộm răng về còn thuốc tê. em cố đọc á chứ còn cái miệng còn cứng á. Dạ, con xin phép được trở bài câu pháp cú số 372. Na thi cha nang a ban nha sa ban nha na thi a cha ya tu yam hi cha nang cha ban nha cha sa we ni ba na san ti ke. Na thi cha nang a ban nha sa ban nha na thi a cha ya tu yam hi cha nang cha ban nha cha sa we ni ba na san ti ke. Không trí tuệ không thiền, không thiền không trí tuệ, người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn. Bản dịch của Hòa thượng Minh Châu. Na thi cha nang a ba nha sa ba nha na thi a cha ya tu yam hi cha nang cha ba nha cha sa we ni ba na san ti ke. Na thi cha nang a ba nha sa ba nha na thi cha ya tu yam hi cha nang cha ba nha cha sa we ni ba na san ti ke. Na thi cha nang a ba nha sa ba nha na thi cha ya tu yam hi cha nàng cha bà nhà cha sa về nếp bà na sàn ti kề. Không trí tuệ không định thiền, không định thiền biết tuệ duyên chỗ nào. Nếp bàn giải thoát tối cao, đủ đầy định tuệ bước vào như không. Phổ thơ của Hòa thượng Giới Đức. Rồi không thấy bàn tay của ai hết. Em mời chị Nhật Quỳnh tiếp theo ạ. Dạ, sa thủ kính cảm ơn cô em mình. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, cảm ơn cô em mình cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh thấy cô tu nữ thân má cha rí. Cô có cầm bích được không cô? Dạ, dạ kính mời cô ạ. Dạ, cảm ơn Đặng Đông. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ Nam Mô Tham Ma Dạ Nam Mô Sang Kha Dạ Dạ con kính đảnh lễ chư thượng tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức Tăng ở những tỉnh này mà con không được biết. Dạ xin cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã cho biết là nghe rõ. Dạ cảm ơn chú Bát Tà Lạ. Sau đây con xin phép được trả bài Pháp Cú Kinh 372 ạ. Na thi cha nang a ban nang sa ban nha na thi a cha ya to yang hi cha nang cha ban nha cha sa we niệm pa la san ti ke. Na thi cha nang a ban nang sa ban nha thi a cha ya to yang hi cha nang cha ban nha cha sa we niệm pa la san ti ke. Na thi cha nang a ban nha sa ban nha la thi a cha ya to yang hi cha nang cha ban nha cha sa we niệm pa la san ti ke. Không trí tuệ, không thiền, không thiền, không trí tuệ. Người có thiền, có tuệ, nhất định gần niết bàn. Đó là thổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Không trí tuệ, không định thiền, không định thiền, biết tuệ duyên chỗ nào.
Niết bàn giải thoát tối cao, đủ đầy định tuệ bước vào như không. Đó là tổ thơ của Hòa Thượng Duy Đức. Dạ, con đã trả bài xong rồi. Xin mời cô Nhật Quỳnh đỡ bác hộ bàn tay nha. Dạ, sa thú, cũng cảm ơn cô tu nữ Thanh Mai Cha Rí. Dạ, cảm ơn rằng đồng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nhật Quỳnh xin trao đổi với đạo tràng. Dạ, nãy giờ quý vị đọc bài Nhật Quỳnh không có chút máy nên không biết vị nào đọc rồi, được nghĩa nào chưa. Thấy cô ở dưới thì chiêu lên đại thôi. Dạ, mời lên đại thôi nên vị nào đã đọc rồi thì thôi, còn vị nào mà chưa ông bài kính mời bằng tay. Dạ, trong khi chờ đợi con xin được ông bài trước. Dạ, cảm ơn Quỳnh Quá Thanh Á cho bài học. Nát thi cha năng a bàn nhá sát bàn nhá nát thi a cha giá tơ chậm hi cha năng chấp bàn nhá cho sa quê nếp ba nó sanh tí kê. Nát thi cha năng a bàn nhá sát bàn nhà nát thi a cha giá tơ dâm hi cha năng chấp bàn nhà cho sa quê nếp ba nó sanh tí kê. Không trí tuệ, không thiền, không thiền, không trí tuệ, người có thiền, có tuệ, nhất định gần Niết Bàn. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Nà thi cha năng à bản nhà sa, bản nhà nà thi à cha gia tu. Và mỹ cha năng cha bản nhà cha sa quê Niết Bàn, nà sẵn tí kê. Nà thi cha năng à bản nhà sa bản nhà na thi à cha gia tu. Dầm hi cha năng cha bản nhà cha sa quê ni pa nà san ti kê. Không trí tuệ, không thịnh thiền, không định thiền, biết tuệ viên chỗ nào, bàn giải thoát tới cao, đủ đầy định tuệ bước vào như không. Và đây là bản hộ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, vậy là chắc không còn bàn tay nào nữa. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ thăm. Chúng con thành kính tri ân đại đức Tuệ Nhẫn đã tiên phong ông bài Pháp Cú Kinh số 372. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ thăm má cha rí, cô ấy Minh Minh Quát Tha Ná. Ồ, cảm ơn, cũng trả bài rồi phải không, cảm ơn. Dạ, dạ cảm ơn Sức Rạng Đông đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, bây giờ thì còn sớm một chút, nhưng mà con hy vọng là không còn mang tay ai nữa để con trình đại mặt đạo tràng cung thỉnh sư giảng sớm, để sư có thể nghỉ sớm một chút. Dạ. Đạo tràng có đồng ý không? Có đồng ý cho Nhật Quỳnh thỉnh Pháp Sư sớm không ạ? À? Dạ, cảm ơn Rạng Đông. Dạ, cảm ơn Minh Quách Thanh Á đã cho bài học. Nhật Quỳnh kính mời cùng với Nhật Quỳnh nhắn tâm thanh tịnh cùng Thạch Sư. Đạo tràng chúng ta, trước khi đạo tràng chúng ta sẽ nghe được Đại Đức Tuệ Nhẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay, câu Pháp Cú Kinh số 373. Dạ, cảm ơn cho khoan cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, Nam mô Ta Sa Phagawato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagawato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagawato Arahato Samma Sambuddhasa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lâu mọc đặng nhờ ánh sáng, trò hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Hàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi.
biết lòng ở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc dài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy trinh dự pháp từ. Đó là Nhơn Kiều Trận Như, được nếm hương vị hưu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức thừa nhận từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp quốc kinh số 373. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiếng quát, và con kính dân mít đến sư. Dạ alo, quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ alo, dạ alo, quý vị người nghe rõ không ạ? À, dạ tốt quá. Nãy giờ cái bên con nghe nó chập chờn. Giờ trước khi vào bài pháp, chúng ta đành lễ ân đức tâm và học. Và trước khi vào pháp thì chúng ta hãy luôn luôn tất cả những cái gì của ngày hôm qua hay từ sáng đến giờ chúng cũng đã diệt tận rồi, chúng không còn tồn tại ở đâu nữa cả. Dầu là cái thấy, cái nghe hay là tham sân si của những khoảnh khắc trước, chúng đã hoàn toàn diệt mất, và khoảnh khắc sau chúng cũng chưa đến. Nhưng mà bây giờ thì cũng chỉ có những cái thực tại nó đang hiện hữu ở đây, nhưng mà trí tuệ nó chưa được sanh khởi để thấy rõ được chúng như chúng là thôi. Chúng ta hãy luôn luôn nhớ rằng hãy nghe pháp và hãy phát triển hiểu biết về khoảnh khắc này, thì chúng ta mới đạt được sự giác ngộ. Đó là con đường duy nhất. Bây giờ chúng ta sẽ vào bài pháp ngày hôm nay. Arahang samma sambuddho phagava buddhang phagavantang avivadimi Svakhato phagavata thammo thammang lamassami Suvadibhano phagavato savaka sangho sangha lamassami. Con nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi tam bảo Đức Thế Tôn, đấng toàn tri diệu giác, vô lượng từ bi, ngài đã bẻ gãy được bánh xe sanh tử luân hồi. Ngài thật xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin hết lòng thành kính đảnh lễ ân đức pháp bảo. Pháp bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh. Chỉ với những ai có được duyên lành, có được niềm tin chân chánh, nghe và thực hành theo lời dạy chánh pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt tử sanh luân hồi. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Với những ai có niềm tin chân chánh, gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành trong tâm thức của mình và thành tựu các ba la mật, thành tựu đạo quả giải thoát, chấm dứt khỏi sanh tử luân hồi.
phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh lên, kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, nhất là chư thiên, đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, nhất là các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càng Thác Bà, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Phi Nhân, Atula, Diêm Chúa, ở gần, ở xa, ở khắp mọi nơi. Xin quý ngài, quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa. Và kính chi phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử ở gần, ở xa, xin quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa và phát triển được giới định tuệ trong đời sống hàng ngày và chấm dứt được sanh tử luân hồi. Nam mô Bụt Tha Giá. Hôm nay chúng ta học câu pháp cú số 373. Con xin đọc một lần. Sunya garang parithasa santa chitasa fikuno amma musa ri musa rati amanusi rati hoti samma thammang vipassato. Nghĩa Việt mà ngài Incharananda dịch là có sự thỏa thích không, có sự thỏa thích không có ở loài người cho vị tỳ khu đã đi vào ngôi nhà trống vắng, có tâm an tịnh đang minh xét sự vật một cách đúng đắn. Hai câu đầu tiên là Sunya garang pavithassa santa cittassa fikuno amma nusi rati hoti, là có nghĩa là có sự thỏa thích có ở loài người cho vị tỳ khu đã đi vào ngôi nhà trống vắng có tâm an tịnh. Từ Sunya garang là một cái hợp từ Sunya cộng với Agara, nó là một cái nhóm từ thuộc trung tâm, và câu kệ này được chia theo đối cách chỉ cho ngôi nhà trống vắng. Ngôi nhà trống vắng ở đây là nói đến một cái vị mà thấy các cái dục qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, hàng ngày vị đó kinh cảm với chúng, vị đó thấy tiếp xúc với ngũ uẩn, với cái được gọi là con người, các cảnh vật ở bên ngoài, thật là phức tạp, thật là làm cho tâm rất là phiền não. Và chúng ta để ý đó, mỗi khi mà chúng ta nhớ đến ai, đầu là nhớ đến cha, đến mẹ, nó cũng sầu khổ. Nhưng mà chỉ khi nào chúng ta nhớ đến Pháp đó, là tâm của chúng ta nó giải thoát. Nhưng mà thường thì chúng ta nhớ đến người thương và nhớ đến kẻ thù. Mà kẻ thù thì chúng ta biết là những cái cảm thọ, là những cái tự ngã ở trong tâm của chúng ta đó. Nhưng mà chúng ta không có biết cái kẻ thù đó, chúng ta chỉ đổ thừa cái kẻ thù bên ngoài mà chúng ta không hề hay biết đâu. Cái kẻ thù mà tâm vô minh của chúng ta nó dựng lên nơi các cái cảm thọ, nơi cái cảm xúc của chúng ta đó. Nên là chúng ta rất rất là đau khổ, chúng ta không biết được pháp. Và chúng ta để ý mỗi khi mà bây giờ quý vị đang nghe rõ chưa?
Alo. Dạ alo. À dạ, dạ. Thì cái từ là sunyat nó là một cái từ tính từ hay sunyata đó. Sunyat thì ở cái câu kệ này nó chỉ cho cái sự vắng vẻ, cái sự thanh tịnh hay là cái sự trống vắng. Nó còn có cái nghĩa là rỗng không tự ngã nữa. Nếu mà nó tùy theo cái đoạn kệ, cái nghĩa của các pháp và những cái câu kệ khác thì cái từ sunyata nó còn có nghĩa là rỗng không tự ngã. Và cái từ ara là một cái danh từ trung tâm chỉ cho cái ngôi nhà. Ngôi nhà ở đây tức là bị đỏ đi vào những cái ngôi nhà trống, hay là những cái ngôi nhà hoang, hay là những cái gốc cây mà bị đỏ, vị tỳ kheo thấy được cái sự nguy hiểm, nguy hại của lâm dục và thấy những cái phiền não khi mà phải tiếp xúc qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, vị đó thấy rất là mệt mỏi và vị đó thấy cái sự nguy hiểm nên là vị đó đi vào cái nơi nhà trống đó. Vị đó với mắt mở rộng xuống, nhìn xuống khoảng một tầm rưỡi hoặc hai tầm để con mắt trong lại, và ngồi thẳng lưng với chánh niệm trước mặt rõ biết, từ nội ý tới nội nhãn nó thông suốt với nhau, nó tỉnh giác, nó không bị si mê. Thường thì chúng ta ngồi, chúng ta nói là chúng ta nhắm mắt và chúng ta mới hành thiền, nhưng mà không phải. Chúng ta nhớ là hành thiền á, cái từ hành thiền đó, chúng ta phải nhớ lời Đức Phật dạy là cái sự tỉnh giác, nhớ nha, tỉnh giác. Còn cái từ độc cư mà chúng ta nói là sống ở rừng sâu, ở một nơi nhà vắng là độc cư là không có đúng đâu. Độc cư là khi nào chúng ta thấy cái thấy là độc cư. Cái thấy nó độc cư cho đến khi nào mà Niết Bàn nó vẫn cứ độc cư. Bởi vì cái thấy không bao giờ gặp cái nghe, cái thấy không bao giờ gặp cái tham, cái thấy chỉ thấy đối tượng thị giác, dầu nó có tái sanh kiếp này hay kiếp sau, hay là bao nhiêu lần, bao nhiêu ở đâu đi chăng nữa, nó sanh lên nó chỉ thấy đối tượng thị giác. Và nó thấy cái đối tượng thị giác của chính nó trong khoảnh khắc đó thôi. Đó gọi là độc cư. Như vậy cái thấy nó độc cư và đối tượng thị giác nó cũng độc cư. Đối tượng thị giác nó cũng không có xâm nhập vào bất cứ một cái căn nào khác. Đó thì cái vị đó mới được gọi là cái vị mà gì? Sống ở ngôi nhà trống ha. Đã thành vắng, quán sát chánh niệm đó. Phải không? Vậy thì cái thấy nó bây giờ nó đang có mặt nè, nhưng mà có ai hiểu nó không? Nó chính là khổ đế đó. Nó cũng chính là nguyên nhân của khổ, tức là kết quả của khổ đó. Và nếu không thấy nó thì chúng ta lại dính mắc tiếp đó. Suốt ngày chúng ta chỉ dính mắc với cái được thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng suốt cả ngày. Vậy để cho chúng ta thấy là cái mãnh lực vô minh trong một ngày đó là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như chúng ta không nghe về những cái này, không có ai thoát khỏi vô minh và không có ai sanh, không có ai thoát khỏi sanh tử luân hồi. Và các bạn nếu đi xa rời với cái thấy cái nghe trong đời sống hàng ngày, các bạn không bao giờ xứng đáng là con của Đức Phật. Giờ các bạn nói cách nào đi chăng nữa, tôi đảm bảo với quý vị một điều là như vậy. Đối tượng thị giác thì có phải là con người không? Đối tượng thị giác có biết đứng biết đi không? Có biết nằm biết ngồi hay không?
hãy chánh niệm, chúng ta sẽ thấy được chúng như chúng đang là. Thì cái đó mới được gọi là Vipassana. Chúng ta không cần phải nói danh từ chánh niệm, chúng ta không cần phải nói trí tuệ đâu, chúng ta chỉ trình bày cái mà thực hiện giờ là ai tự động là trí tuệ nó sanh lên với duyên của nó liền. Các bạn không cần phải nói nhiều về vấn đề là chánh niệm như thế nào, mà chỉ cần trình bày các pháp đúng theo duyên khởi của nó, ngay lập tức trí tuệ sẽ có duyên và có mặt ngay tại đó. Và tiếp theo nữa là cái từ Agara là ngôi nhà trống ha. Rồi cái từ Pavithassa, căn của nó là căn quyết, tiếp đầu ngữ là phá. Và ở đây nó chia theo quá khứ phân từ gọi là Pavithati đó. Động từ nguyên mẫu của nó, nhưng mà câu kệ này chia theo quá khứ phân từ thuộc về nam tánh và chia theo sở thuộc cách, nên là nó được gọi là Pavithassa, là đối với người đã đi vào. Đối với người đã đi vào. Đối với người đã đi vào, tức là đối với người đã bỏ đi năm cách dục, và việc đó ngồi an tịnh quan sát những cái hiện tượng danh sách các pháp đi vào ngôi nhà trống. Tiếp đầu ngữ bá là hướng về căn quyết là đi vào. Tiếp theo nữa là cái danh từ cái từ là samtá cittassa. Samtá cộng với chitta, nó là một cái nhóm từ hay hợp từ, và ở đây chia theo sở thuộc cách là nam tánh, là của người có tâm an tịnh. An tịnh ở đây chúng ta nên nhớ rằng an tịnh có hai loại an tịnh tách rời hai thế giới: an tịnh của đề mục và an tịnh của Vipassana. Hai cái an tịnh này khác hoàn toàn. Khác hoàn toàn. An tịnh của đề mục thì cũng do trí tuệ. Trí tuệ càng nhiều thì vì đó tu tập cái đề mục đó an tịnh càng nhiều. Nhưng mà cái an tịnh đó không chấm dứt sanh tử, luân hồi, khổ đau. Vì đơn giản, đối tượng của chúng không phải là thực tại hiện tiền, và đối tượng đó không có bản chất sanh diệt, và đối tượng đó không có thể hiện trạng thái, phận sự, sự thành tựu và nhân cần thiết của cái pháp đó, nên là chính vì cái đối tượng đó nên là cái nhân duyên để phát hiện cái nhân duyên của cái pháp đó và cái sự diệt tận của cái pháp đó không có được. Do vậy, người nào không hiểu rõ, không học một cách tốt đẹp về các cái thực tại sanh trong đời sống hàng ngày, người đó không bao giờ có tứ niệm xứ. Và người nào nói rằng lấy cái thiền định này đắc qua cái thiền Vipassana, người đó không có một sự hiểu biết nào về pháp cả. Pháp không thể đắp đổi. Mỗi một pháp có đặc tính riêng, có đối tượng riêng. Không thể. Không thể. Như vậy, bất cứ khi nào trí tuệ an tịnh thì an tịnh đó thuộc về trí tuệ về thiền định. Còn
Dạ thưa quý vị còn nghe rõ không ạ? Dạ alo, quý vị còn nghe rõ không ạ? Nó cứ bị mất hoài. Dạ. Do vậy, cái sự an tịnh Vipassana là trí tuệ đó, sở hữu trí tuệ nó sanh với cái thực tại đó, thì ngay các cái pháp đồng sanh đó là nó phối hợp và nó là đồng sanh duyên với nhau rồi. Nên là chúng ta đừng có hiểu lầm cái thanh tịnh này với cái thanh tịnh này ghép vào nhau được, không có. Bởi vì pháp này nó diệt pháp kia mới sanh. Không có cái chuyện nào mà cái chuyện mà nó lẫn lộn trong pháp mà chúng ta lại biểu là giải thoát, không có được. Hai cái này chúng ta phải hết sức. Nếu chúng không có chi kiến chánh trực về các pháp, chúng ta không thể nào giác ngộ được. Như vậy trí tuệ của báo Vipassana thì thanh tịnh cũng là của Vipassana ngay cái khoảnh khắc của hiểu biết đó. Bởi vì hiểu biết đi đến đâu thì an tịnh đi đến đó. Hiểu biết về đề mục thì an tịnh đó thuộc về đề mục. Trí tuệ đó cũng thuộc về thiền. Còn khi mà của Vipassana thì lại do như lý tác ý, do hai cái pháp đó khác nhau. Do vậy là Vipassana là khác và an tịnh là khác. Như vậy an tịnh của Vipassana thì phiền não không thể trỗi dậy được. Nhớ. Còn an tịnh của thiền tịnh thì khi mà hết duyên của thiền tịnh thì phiền não nó trỗi dậy. Do vậy á, nhiều người người ta tu thiền xong á, sau rồi người ta xuất hiện đó, người ta rất là sân, rất là bực bội, rất là khó chịu khi ai đó không tu thiền, không giữ giới. Nhưng mà chúng ta lại nói sao người đó tu thiền mà người đó sân như vậy? Bình thường thôi, đâu có gì đâu, rất là bình thường. Nhưng mà hỏi lúc đó người ta có chứng thiền không? Lúc chứng là khác, còn lúc xuất ra khỏi thiền là khác, đâu có gì đâu. Nhưng mà với người đã thấy danh sắc thôi, thấy pháp chân đế thôi, tất cả những cái hình thành của con đường chánh đạo nó ẩn lên và đạo lộ đó đã được rất là rõ ràng, và càng ngày cái mức giảm của nó không thể nào mà càng ngày càng tăng giảm phiền não được, dầu là tuệ danh sắc thôi, không bao giờ có cái chuyện đó xảy ra. Còn thiền định thì nó có khả năng tăng lên vô lượng, bởi vì nó chưa thấy thực pháp, nhưng mà cái thiền tuệ thì nó thấy thực pháp lên nè, phiền não của nó càng ngày càng giảm bớt và đi đến diệt tận, không thể ngoi đầu lên được. Bởi vì trí tuệ của Vipassana nó rất là đặc biệt. Bởi vì nó phá hủy ý niệm về ngã, mà nó phá hủy ý niệm về ngã rồi thì không có cái gì mà trỗi dậy được hết đối với phiền não. Chúng ta phải hiểu rất rõ điều này. Như vậy thì đặt ra một câu là chúng ta hành thiền hay là pháp hành nó hành thiền, chúng ta rất dễ bị lầm lẫn là tôi phải đi hành thiền, mà chúng ta quên mất là pháp hành nó hành thiền. Hai cái này thôi là chúng ta đã gặp phải vấn đề rất là đau đầu, phải không? Vậy pháp hành là một cái gì đó rất tự nhiên khi chúng ta đã được hiểu, đã được nghe lời Phật dạy một cách trơn chánh, là pháp hành nó tự tới. Bởi vì khi chúng ta đã biết thiện ở đâu, bất thiện ở đâu, đề mục như thế nào, nhân duyên ra sao, và chúng ta biết được cái phiền não do đó mà
pháp hành nó tự phát triển ấy, chứ không phải là tôi đi tu thiền. Tất cả những cái trường thiền đa phần là sẽ phá hủy giáo pháp của Đức Phật. Đó là một điều đáng tiếc, nhưng chúng ta phải thấy đó là một sự thật. Và càng ngày nó có sẽ còn càng rất nhiều những cái môn phái thiền sanh ra từ trong lòng cái giáo pháp này nữa, và giáo pháp mình nó biến mất đi từ đây. Cái thấy nó có hành thiền không? Nhưng mà cái thấy bây giờ nó đang sanh khởi, có cái hiểu gì về nó không? Đối tượng thị giác ở trước mặt mình đây, có ai hiểu nó là gì không? Vậy chúng ta ngồi ở đó hay chúng ta đi đến đâu đó để tìm một cái gì đó để gặp Niết Bàn thì không có đâu, không bao giờ có đâu. Pháp nó đang hiện diện suốt cả ngày và ở khắp mọi nơi. Cái nghe là pháp, cái thấy là pháp, cái ngửi là pháp, cái nếm là pháp, cái xúc chạm là pháp, cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh là pháp, cái cảm thọ là pháp, cái buồn vui, tất cả những cái đó đều là pháp hết. Nhưng không có một sự hiểu biết nào, và chúng ta lại mãi đi tìm một cái gì đó để hiểu, và cái tưởng này nó cứ xa vời với cái chân thực hiện đó. Thì làm sao mà chúng ta đến được bờ giác ngộ? Thực tại thì nó ở ngay đây, mà tưởng nó đi quá xa. Nhưng mà trí tuệ khi sanh khởi, nó hiểu những cái gì đang là thực có thôi, nó không có hiểu những cái gì chưa có và đã mất. Nhưng mà nó có cái gì đâu, thế giới này không có cái gì cả, chỉ có âm thanh và cái nghe âm thanh diệt đi mà thôi. Chỉ có cái thấy và đối tượng thị giác được thấy và chúng diệt đi mà thôi. Hãy suy xét thật kỹ xem còn cái gì để chúng ta phải đi kiếm tìm, hay là chúng ta dần nhận biết và hiểu ra chúng như chúng đang là. Và cái từ samtát, cái căn của nó là căn sam, là quá khứ phân từ, đã được an tịnh. Vậy đã được an tịnh này, tức là tâm của vị này đã được ly các dục. Đã phát triển được trí tuệ. Cái từ Fikuno hay là Fikhu là một cái danh từ nam tánh chia theo sở thuộc cách, là của vị tỳ khu. Đúng ra mà nói là vị tỳ khu ở đây chúng ta phải nhớ là vị tứ niệm xứ đó, hay là cái vị mà tuệ nó đang sanh về tứ đế, tuệ nó đi trên con đường tứ đế thì gọi là vị tỳ khu. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây nó những cái vị tỳ khu mà chưa có những cái này, chưa có hiểu về pháp này, mà người cư sĩ người ta hiểu được rồi á, thì cái người cư sĩ người ta trở thành vị tỳ khu. Như vậy là ở đây chỉ cho vị hành giả đi đến con đường giác ngộ. Cái từ Amanusi là cái từ Amanusa, là một cái danh tính từ thuộc lữ tánh và chia theo chủ cách, là không có ở loài người. Không có ở loài người. Nhưng mà cái bản dịch văn xuôi này thì chúng ta cảm thấy rất khó hiểu, phải không? Khó hiểu hơn là cái dịch năm câu kệ. Tiếp đầu ngữ á là không, còn má nút xá chỉ cho người, danh từ năm tánh.
Dạ thưa quý vị còn nghe rõ không ạ? Alo, alo. 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 Dạ thưa quý vị còn nghe rõ không ạ? À, dạ dạ dạ. Tiếp theo là cái từ Samma Thamman Vipassato, là đang minh xét sự vật một cách đúng đắn. Samma là một cái chặn từ đúng đắn, chỉ cho cái sự đúng đắn. Vậy đúng đắn ở đây là gì? Thế mà tham á, mà quan sát đây là tham thì nó là đúng đắn đó. Tham này không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là ai cả, mà không có ai tham ở trong này. Tham này nó dính mắc với cái đối tượng đó thôi, chứ đối tượng khác thì nó lại không có tham. Vậy đối tượng này nó cũng sanh và diệt, và tham này nó cũng sanh và diệt khi đối tượng nó không có ở đó nữa, không còn nữa. Thì cái tham này nó cũng không có sanh khởi, không có. Vì vậy tham nó sanh nó cũng do duyên, thì cái đó gọi là đúng đắn. Tại sao chúng ta khổ? Tại vì chúng ta cho mọi thứ là mình, nhưng mà tất cả mọi thứ ở trên đời này không phải là mình, mà nó chỉ là pháp. Bởi vì nó có tính chất riêng. Cái thấy thì nó làm nhiệm vụ thấy, cái nghe nó làm nhiệm vụ nghe, cái ngửi nó làm nhiệm vụ ngửi rất là rõ ràng. Nhưng mà chúng ta quên để ý cái điều đó trong đời sống hàng ngày. Và chúng ta luôn luôn cứ đi lục lọi trong kinh điển. Rồi chúng ta giải thích nhiều, 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 thật nhiều cái ý nghĩa. Nhưng mà nó đang hiện diện ở đây nè. Và vi pháp thì chỉ ra cái pháp trong đời sống hàng ngày rất là thực tế, nhưng mà chúng ta quên mất nó trong đời sống hàng ngày. Chỉ có mỗi một điều là chúng ta không có giải thoát, là chúng ta học pháp mà chúng ta không nhớ về pháp ngay khoảnh khắc này thôi. Nếu còn chúng ta nhớ về ngay khoảnh khắc này thì nó xong rồi. Như vậy chúng ta thấy là cuộc sống của chúng ta là quên các pháp, và chỉ nhớ đến cái tôi, cái của tôi, và nhớ về khái niệm, nhớ về mộng mơ tưởng suy nghĩ. Nên là chúng ta không có đúng đắn. Còn bây giờ chúng ta nhớ lại một cách đúng đắn như vậy thì đó là gọi là Samma. Chứ Đức Phật đâu có biểu chúng ta là tham là thấy là sân đâu. Đức Phật vẫn biểu là trong tâm tham, biết đây đang có tâm tham. Phải không? Rất là rõ mà. Một cái từ tiếp theo nữa là cái từ Vipassato. Căn của nó là căn đít, tiếp đồng ngữ là quý. Ở đây là Vipassati đó, là động từ nguyên mẫu đó. Và nó chia theo quá khứ phân từ, nên là nó thành Vipassato, động từ nam tánh. Và ở đây chia theo sở thuộc cấp là của người đang minh sát, của người đang minh sát. Minh sát hay là thấy rõ. Minh sát về cái gì? Minh sát về cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm, cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh, cái màu, cái mùi, cái vị. Đời sống hàng ngày thôi. Quý vị tìm xem thế giới này còn cái gì hơn nữa không? Không. Như vậy hàng ngày chúng ta thường chấp đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng chất, là vợ, là chồng, là con, là cái, là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi,
rồi chúng ta tham sân si tà kiến ở trên đó, có đau khổ không? Quá đau khổ. Đau khổ là do chúng ta không có thấy các pháp. Và Ngài Thích Minh Châu, Ngài dịch cái câu kệ này là: bước vào ngôi nhà trống, tỳ kheo tâm an tịnh, thọ hưởng vui siêu nhân, tịnh quán theo chánh pháp. Tịnh hưởng vui siêu nhân là gì? Nhân loại họ chỉ vui với các dục thôi, còn bậc chí thì vui với cái sự an tịnh, với cái sự hiểu biết, cái sự mát lạnh của sanh y. Tâm không có trỗi dậy mong cầu các dục nữa, bởi vì hiểu chúng chỉ là đất nước lửa gió, chỉ là những cái bộ xương người tàn lụi do vô minh ái dục chúng tạo lên, và rồi đi đến già chết hủ bại mà thôi. Thế gian này và thế gian nào đi chăng nữa, mãi mãi thì cũng không có con người nào ở hết, mà chỉ có cái thấy sanh khởi và hoại diệt. Nếu chúng sanh ra thì cái thấy, nếu mà cái gì sanh ra thì cái đó phải là cái thấy sanh ra rồi diệt đi. Nếu có cái gì sanh ra cũng chỉ là cái nghe sanh ra và diệt đi. Nếu mà có cái gì sanh ra thì cũng chỉ có cái ngửi sanh ra và diệt đi. Nếu có cái gì đó sanh ra thì cũng chỉ có sanh ra cái xúc chạm và diệt đi. Nếu có cái gì sanh ra thì cũng chỉ có những cái cảm thọ sanh ra và diệt đi. Nếu có những cái gì đó sanh ra thì chỉ có các hành sanh ra và diệt đi. Nếu có cái gì sanh ra, cái đó cũng chỉ là thức sanh ra và diệt đi. Không có gì khác nữa. Đó là vị tỳ kheo tịnh quán. Và quý vị đừng bao giờ nghĩ rằng những cái này là tầm thường. Ngoài những cái này ra, không bao giờ trí tuệ phát triển được. Chỉ có những cái này mới làm nhân duyên cho tuệ tăng trưởng và con đường bát chánh được tròn đủ, đầy đủ, các ba la mật được đầy đủ, đạo lộ được đầy đủ, niết bàn được tác chứng. Ngoài những cái này đã không có cái gì mà sanh ra trí tuệ được cả. Mỗi một ngày chúng ta hiểu một chút về đối tượng thị giác thôi, chúng tôi đảm bảo với quý vị, tham sẽ bớt, sân sẽ bớt, si sẽ bớt, vô minh sẽ bớt, chánh kiến sẽ tăng trưởng, chánh niệm sẽ sanh, chánh kiến sẽ tăng trưởng, chánh tư duy sẽ tăng trưởng, chánh ngữ sẽ tăng trưởng, chánh nghiệp sẽ tăng trưởng, chánh mạng sẽ tăng trưởng, chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn tăng trưởng một cách tự nhiên trong đời sống hàng ngày. Giới định tuệ không bao giờ sanh ở đâu ngoài sau cái khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm này được cả. Và nếu như mà sau khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, đụng, xúc chạm mà không có được chánh niệm, trí tuệ có mặt thì vô minh phải có mặt thôi. Và vô minh nhiều không? Vô minh thì nó kinh khủng lắm. Và nó ở đâu? Nó ở ngay đây, trong mọi khoảnh khắc, để cho chúng ta thấy được rằng là ngoài lời dạy của Đức Phật ra thì không có ai có thể giác ngộ được. Mà Đức Phật giác ngộ về cái điều gì? Rất đơn giản, về cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm trong đời sống hàng ngày thôi chứ gì. Nhưng mà khó không? Khó lắm, và chúng ta luôn luôn trôi đi
Không bao giờ chúng ta thích thú mấy cái điều này đâu. Bởi vì sao vậy? Bởi vì vô minh lúc nào nó cũng đẩy chúng ta ra xa, thật là xa. Nó không bao giờ cho chúng ta giác mạch với thực tại được. Nam mô Bụt. Dạ đạo tràng nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ cảm ơn rằng. Dạ, dạ con kính sư, đường nét của sư hôm nay nó chập chờn quá. Lát nghe lát không, lát nghe lát không mà sư, sư có nghe được âm thanh con. Con cùng thỉnh sư cầm mic trở lại. Dạ cảm ơn cô ấy Minh cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ con thỉnh sư ạ. Dạ cảm ơn cho Hoa. Nam mô Bích Tha giá. Dạ một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng cũng thỉnh đại đức tự nhẫn cầm mic trở lại ạ. Cảm ơn đàn đông. Dạ con thành kính đảnh lễ. Đại đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Dạ trong khi chờ đợi sư cho con một tín hiệu, con xin phép được chào đạo tràng để không có cái khoảng thời gian trống để Phật tử trong đạo tràng cứ rời sư rời rung rồi quý vị. Dạ con thấy sư trở lại rồi. Dạ sư có nghe được âm thanh con không? Thì cho con một tín hiệu. Nếu sư nghe thanh con thì khi cho con tín hiệu con dâng mic đến sư. Nãy giờ đạo tràng chúng con không có nghe được âm thanh của sư ạ. Dạ sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Vậy là sư cũng không nghe được âm thanh của con rồi. Dạ đạo tràng mình tính như thế nào đây quý vị? Đồng hồ của Nhật Quỳnh là cũng 6:41 rồi. Là cũng là 7:41 rồi. Mà sư thì không cầm mic được. Dạ đạo tràng cho một tín hiệu. Nhật Quỳnh phải làm sao đây ạ? À? Dạ cảm ơn Châu Phan. Dạ quý vị cho một tín hiệu. Dạ con thấy có đại đức Tịnh Đạt trong đạo tràng. Sư có nghe được âm thanh con không sư? Sư có thể cho chúng con biết được chúng con phải làm gì không ạ? Đại đức Tê Nhẫn té ra rồi vào rào. Dạ con cung thỉnh ý của đại đức Tịnh Đạt cho con biết ý của sư. Bây giờ thì đại đức Tê Nhẫn là không nghe được rồi. Dạ sư nãy giờ đường truyền của sư không có ổn. Nam mô Bích Tha, dạ, dạ, đại đức Tịnh Đạt có nghe được âm thanh con không bà sư? Thì nghe được âm thanh con thì cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, vậy là không có đang chơi nữa, đại đức Tịnh rút máy rồi. Dạ, vậy trong đạo tràng mình làm như thế nào đây quý vị?
thượng đế thượng đạo minh hạnh. Dạ Nam Mô Bụt Tha. Dạ con không biết thượng đạo hiện hạnh bây giờ hiện tại có ở trước máy không, suy cho con một tín hiệu bạch sư. Nếu sư nghe được âm thanh con, suy cho con một tín hiệu ạ. Con nói thật là to lên rồi. Dạ dạ thượng đạo minh hạnh có trước máy không, cho con một tín hiệu. Nhật Bình nghĩ thử không có trước máy rồi. Rạng Đông ơi, nhờ sao đây Rạng Đông? Nhật Quỳnh nghĩ là Quỳnh Quá Thanh Á cũng không có trước máy luôn. Thì làm sao? Dạ xa thú. Con tri ân sư. Dạ bà sư, bây giờ cái đường truyền của Đại Đức Tự Nhẫn nãy giờ chúng con nghe không có được, cứ đứt quãng hoài. Và bây giờ thì con thấy sư ra vào vô rồi mà cũng con hỏi thì cũng không có nghe, không có nghe được. Coi như là Đại Đức Tự Nhẫn không nghe được, mà cầm mít chúng con cũng không có nghe được. Bây giờ đồng hồ con là 6 giờ 43 phút rồi, tức là 7 giờ 43 phút ở Việt Nam rồi. Dạ, bây giờ chúng con thỉnh y sư, giờ chúng con kết thúc hay sao? À, bây giờ thấy tín hiệu của Đại Đức Tự Nhẫn rồi. Dạ, sư con cầm mít đâu mà sư alo. Dạ, con nếu mà sư nghe được âm thanh con cũng thỉnh sư cầm mít trở lại ạ. À. Dạ thưa quý vị nghe rõ chưa? Dạ alo. Ờ dạ tốt quá. Dạ câu chuyện này thì chúng ta đã được nghe đợt trước và Chư Tăng đã nói lên rất là nhiều rồi. Chúng con dặn thêm một chút xíu nữa và chúng ta hôm nay mạng nó chập chờ quá. Dạ. Bước vào ngôi nhà trống tỳ kheo tăng tịnh, thọ hưởng vui siêu nhân, tịnh quán theo chánh pháp. Và chúng ta biết rằng trong giáo pháp của Đức Phật thì nó có pháp học và pháp hành. Pháp học thì nó rất là khó. Và pháp hành thì nó vô cùng là dễ và tự nhiên. Vì sao lại như vậy? Vì pháp học nó cần cái tiêu chuẩn rất là đúng mực cho nó. Còn pháp hành thì tự cái pháp học nó chuyển qua. Do vậy chúng ta nên nhớ là cái pháp học nó mới là cái pháp rất là khó. Nhưng mà pháp học nó lại bị một cái mắc kẹt là ngôn từ và sự diễn giải cực kỳ lớn, càng về đời sau thì càng nhiều. Và khi pháp học mà học đúng rồi đó thì không phải là pháp học là học nhiều, không phải là học hết tam tạng kinh điển, mà pháp học nó học những cái gì là thực hiện giờ, để tâm nhớ rõ, biết rõ. Từ trong lời dạy của Đức Phật, trong kinh tạng của các Đức Phật và các bậc thánh, đã chỉ và từ đó khi mà pháp học đã đúng và đủ rồi đó thì ngay lập tức nó sẽ chuyển thành cái pháp hành. Pháp hành không phải là tôi đi đến đây tôi thực hành một cái phương pháp nào đó, không phải là như vậy. Pháp hành là như nào? Pháp hành là nó đối diện với thực tại như nó là, bằng chánh niệm và trí tuệ.
Còn nếu không có trí tuệ ở đó thì nó không được gọi là pháp hành. Như vậy đa phần chúng ta tu theo vô minh và tham mới dẫn dắt, chứ không phải là trí tuệ. Nếu chưa có tham sanh khởi thì không thể nào có cái hiểu về tham và chánh niệm về tham được. Điều đó là không thể xảy ra. Như vậy để chúng ta thấy tâm của chúng ta thì luôn luôn háo hức để đi tìm cái gì đó mà Đức Phật dạy, đi tìm Niết Bàn ở đâu đó. Thế thì chúng ta hiểu sai lời Đức Phật dạy. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ sư có nghe được âm thanh của con hay không? Dạ. Chỉ là coi như là đạo tràng hôm nay cô của chúng ta không có đủ duyên nghe pháp của Đại Đức Tây Nhẫn đâu quý vị. Theo Nhật Quỳnh bây giờ là tự con quyết định luôn. Dạ Cẩm Vân có trước máy không? Cẩm Vân ơi. Alo. Cẩm Vân có trước máy không? Mời Cẩm Vân hồi hướng nha. Đâu thỉnh Thượng Thọ Minh Hạnh nha. Dạ mời Cẩm Vân. Dạ xà thú chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn. Dạ dù cho đường truyền của sư té lên té xuống mà bây giờ đã hết giờ, con xin hồi hướng. Dạ kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe để hiểu rõ, cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức. Và con kính thỉnh Thượng Thọ Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dân mít đinh sư. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba dhamma anukhavena sada asati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba sangha anukhavena sada asati bhavantu te. Tất cả phương pháp hành có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo pháp, do nhờ quái đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Trịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cấm dân hồi hướng.
Ya de quá ta santi vi ha ra wa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na pa wan tu vu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra măng đa lê thể ra cha mát cha na wa ca cha bít kha wo sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sa pa na pu ta su khi ta pa wan tu te cha la mu cha ye pi cha an đa sam pa wa sam se đa cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng thầm ma wa răng pa ti cha te sap về pi đúc kha sa kha rôn tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng thầm mô thầm ma tha ra cha vút ca la sang khô hô tu sa mắc vô quá Atha ya cha hi ta ya cha Am he ra khan tu sắc thẩm mô Sắp bê bì ma cha ri nô Vút thêm sâm pha phú ni ya ma Thâm ma ri ya ba quê đi tê Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại room học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm ơn xin xuống mic.